có liên hoa. Quý ngày vượt cõi sơn hà giang nguy, một đời phạm hạnh mâu ni, cứu nhân độ thế từ bi khôn cùng. Vào giờ này nơi giảng đường thiện quang, chúng con đã nhận thấy những bước chân an lạc của chư tôn đức giáo phẩm, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, từ từ tiến vào bên trong lễ đài. Nơi nghi chứng minh phía bên trái, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm trong ban trị sự an tọa. Nơi giải bàn phía bên phải, kính mời quý vị lãnh đạo chính quyền an tọa. Phía sau hàng ghế danh dự, mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện. Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp và toàn thể quý nam nữ Phật tử kính mến, giờ phút này trước lễ đài trang nghiêm thanh tịnh để bắt đầu chính thức bước vào chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023, kính cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, kính mời quý vị khách quý và toàn thể chúng hội đồng hoan hỷ khởi thân cử hành nghi thức chào quốc kỳ đạo kỳ. Dòng sanh diệt trong phút giây thiêng liêng màu nhiệm này,
kính thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, kính mời quý vị quan khách và toàn thể hội chúng đồng hướng tâm về tâm đại bi của mười phương chư Phật, nhập vào trong dòng nước từ bi ấy, để tâm thức ta hòa chung làm một với tâm thức chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, trong dòng sông tâm linh vô tận đã bao đời trôi qua mà chưa một lần đầy vơi sanh diệt. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Phật quan vắng đầu tràng, gia hộ cho đại lễ Phật đản được diễn ra thành tựu viên mãn. Chúng con kính thỉnh chúng hội niệm Phật cầu gia hộ, thành tâm cung thỉnh hòa thượng trưởng ban trị sự huyện Tông Phú Đông khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời quý vị quan khách và toàn thể chúng hội an tọa. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hà Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh. Kính thưa chư vị khách quý cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, đây một niềm tin lại nở hoa, tam thiên rúng động vọng lời ca, chúng sanh muôn loài vui mừng đón, cứu thế ra đời đấng giác tha. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, hằng năm cứ mỗi độ hè về rằm tháng tư âm lịch, hoa sen bắt đầu nở rộ, báo hiệu mùa Phật đản lại trở về. Tất cả những người con Phật khắp năm châu bốn biển cảm thấy rộn ràng, ấm áp, hân hoan đón mừng ngày đản sanh của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Phật về mở cửa vô minh, khơi nguồn đạo pháp, khơi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cành thêm hoa. Thật vậy, cách đây hơn 26 thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư, nơi chân trời Ấn Độ cổ xưa, Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất đã giáng trần qua hiện thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, sự ra đời trong niềm vui của khắp vũ trụ. Kinh điển kể lại rằng, lúc bấy giờ quả đất sáu lần rúng động, tâm hồn con người ai cũng thấy bình an trác tuyệt. Gió trời thổi nhẹ mênh mang, muôn chim rộn rã vang ca đón chào. Chín rồng phun nước trên cao, tắm cho Thái tử bước vào trần gian. Chư thiên khắp các tầng trời hiện xuống vườn Lâm Tỳ Ni để đón chào Thái tử. Tương truyền rằng, ngày sinh ra bên hông phải của Hoàng hậu, vừa ra đời cất bước chân đi bảy bước, bảy đó sen hồng nâng gót ngọc, đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Vườn lâm chợt thấy hoa đàm nở,
muôn vạn tin vui trỗi nhịp đàn. Ngài đã thể hiện lòng từ bi vì sự an lạc cho số đông, vì sự hạnh phúc cho chư thiên và loài người, nên sự xuất hiện nơi cõi Ta Bà, xuất gia tu hành thành đạo dưới cội Bồ Đề. Từ đó Ngài được nhân loại tôn xưng với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý liệt vị, câu chuyện về sự đẳng sanh của Ngài có thể chỉ là một huyền thoại, mà thông qua ngôn ngữ biểu tượng, người xưa cố ý để đề cao phẩm vị của Ngài. Nhưng có một sự thật, suốt cuộc đời 80 năm trụ thế giữa thế gian, Ngài đã viết nên một bản trường ca vĩ đại về sức mạnh của ý chí, nghị lực, sự nỗ lực và quyết tâm không mệt mỏi về năng lực siêu phàm hiện hữu mỗi con người và khả năng tu tập giác ngộ. Đã mấy ngàn năm trôi qua, quả địa cầu đã bao phen thay đổi, dòng sông Anoma huyền thoại ngày xưa giờ cũng đã biến thành sa mạc cát trắng mênh mông. Nhưng lòng tôn kính, sự mến yêu của những đệ tử đối với bậc thầy vĩ đại xuyên suốt bao thế hệ vẫn còn nguyên vẹn. Kính bạch quý Ngài, kính thưa liệt quý vị, lửa ngất tòa sen mãi đượm hồng, pháp thân lòng lòng tựa hư không, danh thơm còn mãi trang thanh sử, quả tim bất diệt đó sen hồng. Cách đây 60 năm, cũng vào thời điểm này, giữa thành phố Sài Gòn, thủ đô của chế độ Ngô Đình Diệm, Phật giáo miền Nam đã dấy lên những phong trào đòi độc lập, tự do, dân chủ, nhất là phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các tôn giáo của Phật giáo đồ Việt Nam. Trong khí thế bừng bừng quyết tử để đạo Pháp được trường tồn, thì xuất hiện một nhục thân Bồ Tát, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, với tinh thần vô ngã vị tha, trọn một đời lập chí siêu phàm, suốt một kiếp hiện thân đại sĩ. Bồ Tát đã mượn ngọn lửa thiên để tự thiêu thân, bảo tồn Phật Pháp. Vào sáng ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão, giữa đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chính ngọn lửa thiên hùng trắng, từ bi cao ngất tòa sen, đã nâng hình hài Bồ Tát vào thế giới bất diệt. Hình ảnh ấy đã in đậm trong ký ức của mỗi người Việt Nam và thế giới. Cùng Phật giáo đồ Việt Nam và lịch sử Phật giáo Việt Nam, kể từ đó, Ngài nằm xuống cho ngàn thu in bóng, ngọn lửa hồng thiêu rụi bạo tàn. Ngài đã lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tình thương phủ lên sắt thép, lấy tình thương hóa giải bạo tàn. Và trước khi sắp vĩnh viễn cõi đời viên mãn Bồ Tát Đạo, Ngài vẫn còn nhắn nhủ: tôi nằm xuống, tăng ni hãy tiến tới, quyết hy sinh giữ lấy đạo vàng. Thấm thoát 60 năm đã trôi qua, dù không gian có biến dịch, thời gian có đi qua, quá khứ đã lui về dĩ vãng, lịch sử có sang trang, nhưng công đức mà Bồ Tát và chư Thánh Tử Đạo đã hy sinh cho đạo Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc, tự do tín ngưỡng được tôn trọng, sẽ còn sống mãi trong lòng người con Phật Việt Nam và Phật giáo Việt Nam cùng thế giới. Hôm nay đây, trong bầu không khí hân hoan phấn khởi chào đón đại lễ Phật đản, tất cả đệ tử chúng con một dạ chí thành cùng nhau vân tập về đây, nơi văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, để tưởng nhớ lại sự kiện ngày Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh, cũng như 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức và chư Thánh Tử Đạo vị Pháp thiêu thân. Đó chính là lý do của đại lễ ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bước vào chương trình chính thức của buổi lễ, xin phép quý ngài cho chúng con được thông qua chương trình ngày hôm nay như sau. Một, cung thỉnh chư tôn đức, quý quan khách, quý Phật tử đồng quang lâm lễ đài. Hai, chào quốc kỳ, đạo kỳ, nhập từ bi quán, niệm Phật cầu gia hộ. Ba, tuyên bố lý do thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự. Bốn, tặng hoa chúc mừng đại lễ Phật đản. Năm, tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 6. Tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 7. Tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của Hòa Thượng Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 8. Phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 9. Phát biểu của đại diện lãnh đạo chính quyền. 10. Nghi thức cúng dường khánh đản. 11. Cảm tạ của ban tổ chức. 12. Hồi hướng hoàn mãn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể quý Phật tử. Sáng hôm nay, với niềm hoan hỷ của người con Phật, ban tổ chức chúng con rất vinh dự được cung đón chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, cũng như chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện cùng quan lâm chứng minh buổi lễ. Trước hết cho phép chúng con thành kính đảnh lễ và cung kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Đạo hiệu Thượng Thiện Hà Nhẫn. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, phụ trách huyện Tân Phú Đông, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, đạo hiệu Thượng Nhuận Hà Đức. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Nguyên Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, trụ trì chùa Phú Thới, đạo hiệu Thượng Thiện Hạ Danh. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Trung, Phó Trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, trụ trì chùa Kim Thiền. Chúng con cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Diệu Nhật, Chánh Thư Ký Kim Tài Chánh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, Tri sự Tổ Đình Linh Bửu. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Châu, Ủy viên Ban Hoằng Pháp tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Hoằng Pháp thị xã Gò Công, trụ trì chùa Bủ Châu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiên Bình, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử liên huyện Gò Công Tây, Tân Phú Đông. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Khởi, trú xứ niệm Phật đường Bụ Sơn. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện cùng tham dự đại lễ Phật đản sáng hôm nay. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu chung. Ban tổ chức cũng rất vinh dự được tiếp đón chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp thân lâm tham dự đại lễ sáng hôm nay. Về phía lãnh đạo chính quyền huyện Tân Phú Đông, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Lập, Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú Đông. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Út Chính, chuyên viên Ban Tôn giáo huyện Tân Phú Đông. Về phía lãnh đạo chính quyền xã Tân Thới, xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Ngọc Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thới. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng công an xã Tân Thới. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Tiền, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Tân Thới. Và xin trân trọng giới thiệu chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp, ban tổ chức xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu chung. Và ban tổ chức chúng tôi cũng trân trọng đón tiếp và giới thiệu toàn thể quý nam nữ Phật tử cùng đồng về tham dự đại lễ Phật đản sáng hôm nay. Trân trọng giới thiệu chung và nồng nhiệt đón chào quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, lạy một mùa đạo pháp nở hoa, tình yêu đất nước vọng lời ca, ngàn năm lưu dấu hồn non nước, Phật đản sanh thế giới an hòa. Đến tham dự và chia sẻ niềm vui chung của đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 sáng hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh vui mừng đón nhận lẵng hoa của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú Đông. Trân trọng kính mời đại diện huyện ủy lên trao tặng hoa cho ban trị sự. Chúng con kính thỉnh hòa thượng trưởng ban lên đón nhận. Nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Thới, trân trọng đại diện xã Tân Thới lên trao lặng hoa. Chúng con trân trọng kính mời hòa thượng đón nhận. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức cháu phẩm, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý Phật tử. Sen hồng nâng gót Như Lai, tháng tư trăng sáng dấu hài còn in. Cội nguồn chánh pháp vẫn tuyên, chúng sanh giác ngộ giữ gìn trước sau. Mỗi khi mùa Phật đản trở về, lòng người con Phật lại được hân hoan đón mừng ngày đản khánh đản của Đức Từ Phụ. Tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước lại được vinh dự đón nhận bức thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giờ phút trân trọng này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhật Đức, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tuyên đọc bức thông điệp của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hà Nội, ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão. Thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày đấng đạo sư thị hiện ở đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông,
vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm sống theo lời dạy chân thực có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội. Mùa Phật Đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân 1963-2023. Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mọi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi trí dũng của bậc Bồ Tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19 và chiến tranh xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, noi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ Tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn. Bồ Tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình. Tôi kêu gọi tăng ni Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật Đản năm nay. Kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức chư tôn đức tăng ni các cấp giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công việc phụng sự nhân sinh trong thời gian qua. Mong tất cả đồng lòng chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ Tát, tiếp tục con đường ấy để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ấn ký. Với niềm hân hoan của người con Phật trong ngày đại lễ Phật Đản, sau đây ca sĩ Phật tử Từ Lộc xin dâng lên ca khúc Trăng tròn tháng tư sáng tác
Trúc Linh. Trân trọng kính mời Phật tử. Phật đản thì Từ Lộc xin kính dâng lên quý vị đại biểu, quý chư tôn đức tăng ni một bài hát rất là ý nghĩa về cuộc mà khi Đức Phật đã ngộ ra giải thoát và bắt đầu dấn thân vào con đường tu học để mà mang đến lợi lạc cho chúng sanh. Mời quý vị cùng đến với bài Ánh Đào Vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Hằng Văn.
ngàn xưa vương thành Ca Thi La Vệ. Tất đạt đà thái tử con vua tình phạm, thời niên thiếu sống trong những mùa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Thi La Vệ, Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu sồng, dùng núi cá vàng muôn chi hào quang chiếu sáng bóng chiêm vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy bốn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời luôn thế si mê tham dần lầm lối. Con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Quý vị đang thưởng thức một câu bài hát rất là ý nghĩa trong mùa Phật đản, nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ lúc sinh ra cho đến lúc mà Đức Phật Thích Ca đã tìm được con đường giải thoát. Bài hát Ánh Đạo Vàng sáng tác của Hằng Vang, và kính chúc cho quý vị chúng ta sẽ thân tâm thường an lạc và sẽ có một mùa đản sanh thật là an vui. Từ ngàn xưa vương thành Ca Thi La Vệ, Tất Đạt Đa thái tử con vua tình phạm, đời dương thế sống trong những mùa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Thi La Vệ, Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu sồng, dùng núi cá vàng muôn phía hào quang chiếu sáng bóng chiêm vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy bốn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời luôn thế si mê tham dần lầm lối. Con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng sinh, đời luôn thế si mê tham dần lầm lối. Con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng sinh, con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng sinh, con cuối xin ơn ngài cứu độ chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cảm ơn Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, diễn văn Phật đản của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính là lời thay mặt tất cả tăng ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Sau khi lắng nghe bức thông điệp của Đức Pháp Chủ, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát lên những lời hứa với Phật và Tổ về nỗ lực các Phật sự trong năm hướng tới mục tiêu đền báo tứ trọng ân. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, Phó Trưởng Ban, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thích Nhuận Đức. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các cấp lãnh đạo, chính quyền huyện, xã. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hàng năm đến ngày Đại lễ Phật Đản, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một bài diễn văn để nói lên với tinh thần Phật giáo đầu đối với ngày Phật Đản. Vậy hôm nay toàn thể Phật tử tại huyện Tân Phú Đông chúng ta để tiếp tục lắng nghe bài diễn văn Phật Đản 2567 dương lịch 2023 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, hòa chung trong không khí hân hoan cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, kính mừng Đại lễ Vê Sắc năm 2023 và mùa Phật Đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam. Thay mặt Hội đồng Trị sự, tôi gửi tới toàn thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc tất cả một mùa Phật Đản an lành dưới ánh hào quang phổ độ chúng sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tôn kính. Hôm nay, nhân loại chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, thách thức, khôn lường, không thể dự báo. Nó được sinh ra từ căn nguyên của khủng hoảng, lòng tham và mất niềm tin lẫn nhau đã gây ra biết bao khổ đau cho con người và đồng loại. Hơn lúc nào hết, những lời dạy vô giá về tinh tình thương yêu, về chia sẻ lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự là kim chỉ nam đưa đến các giải pháp cho những vấn đề nan giải của con người. Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngay lúc này đây chúng ta cùng nhau để lắng động tâm tư, suy gẫm và thực hành theo con đường tu tập mà Ngài đã chỉ dẫn trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Xin nguyện cho chúng sanh thường được an vui, không bị các bệnh khổ. Muốn làm việc ác thì không thành, làm việc thiện thì thành tựu nhanh chóng. Đóng chặt tất cả các cánh cửa đi vào nẻo ác, mở bài con đường chân chính dẫn đến trời người và niết bàn. Nếu các chúng sinh vì chứa nhiều nghiệp ác nên phải chiêu cảm những quả báo khổ đau nặng nề, tôi đều xin chịu thay, khiến cho họ đều được giải thoát cho đến lúc cuối cùng thành tựu đạo quả, để cho chúng ta phải được về đức hy sinh, cố gắng giúp đỡ người khác, tình nguyện cùng chia sẻ với nhau, với người khác trong hoàn cảnh khó khăn, cố chấp nhận những thiệt thòi
hy sinh về bản thân mà vượt qua lòng tham, vì ích kỷ để trở nên con người cao thượng, đáng quý, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Kính thưa quý liệt vị, kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, tôi mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập giới định tuệ, nêu cao pháp hành, trì giới luật, thực hiện những trăm phương châm kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển để trang nghiêm giáo hội. Năm nay các cấp giáo hội chúng ta phải thành tựu nhiều Phật sự để bày tỏ lòng tri ân và nguyện noi theo hạ công hạnh sự nghiệp lớn lao của các bậc thiền sư, quốc sư Phật giáo Việt Nam trong lịch sử. Trong đó kỷ niệm 1005 năm ngày Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch, 715 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, và đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức dị pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đó chính là những di sản vô giá của Phật giáo Việt Nam được lịch sử khắc ghi nhớ mãi để lại muôn đời cho hậu thế. Tăng ni Phật giáo Việt Nam phải phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật Đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hòa hợp, thực hiện thành công các cái chương trình mục tiêu của Đại hội chính đã đề ra, vì lợi ích của dân tộc, vì sự nghiệp phục vụ chúng sinh, để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Nguyện luôn luôn sống tốt đời đẹp đạo nhân mùa Phật đản, nhân mùa đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính niệm ân Hòa Thượng. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý liệt vị, ngày Phật đản muôn đời con vẫn nhớ, pháp thân Ngài chuyên chở bóng chân thường. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của đại lễ Phật đản đối với những người con Phật, sau đây trân trọng kính mời Ni Sư Thích Nữ Diệu Nhật, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương. Trân trọng kính mời Ni Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tòa Thượng Thiện Thượng Nhuận Hà Đức, Phó Trưởng Ban Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị khách quý, lãnh đạo chánh quyền các cấp, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện đại lễ Phật đản sáng hôm nay, con Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Diệu Nhật xin tuyên đọc ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại lễ Phật đản trở về với những người con Phật trên khắp năm châu cũng như quê hương Việt Nam đã tiếp tục mở ra cơ hội để chúng ta chiêm nghiệm sự xuất hiện hy hữu của Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người đã bật đèn soi sáng bóng tối vô minh, dựng lại những gì đã đổ vỡ, mang lại cho nhân loại ánh sáng của niềm tin, hy vọng và giải thoát, đồng thời hướng đến nếp sống hạnh phúc và hòa bình, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa, đạo đức, góp phần xây dựng xã hội bình an, thế giới vĩnh thịnh. Từ lúc bánh xe chính pháp được chuyển vận đầu tiên tại vườn Nai cho đến đâu tích vô thường giữa rừng Câu Thi Na tĩnh mịch, Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng sinh thấy được căn nguyên của đau khổ và con đường vượt thoát.
Ngài luôn an trú trong đại định bằng tâm từ bi quán chiếu mọi căn nguyên của ba độc. Từ đó tham sân si đều được chuyển hóa tận gốc rễ, cao thượng thai. Cái gọi là tham sân si ấy, gốc rễ của chiến tranh và bất an của thế gian. Như Lai đã đoạn trừ, đã chặt tận gốc rễ khiến không thể sinh khởi trong tương lai. Thế giới hôm nay sự phát triển mất cân bằng giữa nếp sống tinh thần và vật chất, trí tuệ nhân tạo, trình độ trí thức, khoa học công nghệ cùng với đời sống vật chất phát triển mạnh mẽ, thì các giá trị văn hóa đạo đức xã hội lại xuống cấp, niềm tin vào cuộc sống và hạnh phúc đích thực của kiếp người đang bị trao nghiêng. Ngay trong thời điểm này, con người đang phải đối mặt với vô vàn bất an, với sự hoành hành của dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, xung đột, đói nghèo. Cho nên hơn bao giờ hết, giáo pháp của Đức Thế Tôn với phẩm chất đại hùng, đại lực và đại từ bi được các sứ giả Như Lai vận dụng, chuyển tải vào đời sống trong dòng chảy hội nhập quốc tế để gióng lên tiếng chuông chính pháp, thức tỉnh lương tri nhân loại, định hướng phát triển bền vững, thực hiện các mục tiêu phát triển của Liên Hiệp Quốc, triển khai các nghị quyết vì hòa bình và phát triển của các tổ chức Phật giáo quốc tế, nhằm đưa nhân loại ra khỏi mọi tác động bởi tham lam, sân hận và si mê, để xây dựng nếp sống hòa bình, an lạc. Thứ nhất là tinh thần đại hùng, đó là sức mạnh vĩ đại, sức mạnh phi thường của tinh thần vô ngã và sự chiến thắng tự thân. Thế gian kim cổ chỉ khuất phục người bằng uy quyền và vũ lực, chứ có mấy ai khuất phục nổi cái dục tình trong lòng của mình. Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ mái tóc xanh, gợi lại vương bào, chẳng ham châu báu, từ chối quyền quy, sống đời thoát tục với tấm ca sa và chiếc bình bát. Trải qua 6 năm khổ hành, không tiếc thân mạng, chỉ mong chứng được đạo vàng. Sự từ đó cũng nói lên nguyện lực vô biên mà Thế Tôn đã tự chiến thắng, tự điều phục chính mình, giúp tinh sạch nội tâm, tất cả nội chướng ngoại ma đều tan tành như mây khói trước sự minh mạnh đại định của Ngài. Trong thì Ngài dứt sạch hết ma nội tâm, dục vọng và tham sân si. Ngoài thì Ngài chiến thắng tất cả ma vương, ma nữ, ác thú, cũng như những trần cuồng giống quả. Thật chiến thắng ma quân không bằng từ chiến thắng của chính mình. Chiến thắng mình mới là chiến thắng công quanh liệt nhất, chiến thắng tham vọng dục tình nơi chính mình để đạt cho được sự thanh tịnh và an nhiên tự tại. Trước ngoại cảnh ấy mới chính là đại hùng. Thứ hai là tinh thần đại lực, đó là sức mạnh nội tâm có nghị lực chịu đựng, có đức nhẫn nhục khắc phục mọi hoàn cảnh, cảm hóa chẳng những cho chính mình mà còn cảm hóa cho tha nhân. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa vạch vằn vô não đã bao phen tìm cách hại Ngài, thế mà Phật vẫn thản nhiên chẳng buồn phiền mà còn phát tâm thương xót cảm hóa họ. Đức Thế Tôn đã gặp không biết bao nhiêu là chướng duyên và nghịch cảnh, thế mà tất cả đều tiêu tan bất thành trước trí tuệ và định lực của Ngài. Chính Ngài đã nói rằng nhẫn nhục khiêm tốn không có nghĩa là khiếp nhược, mà trái lại chúng là đạo quân trong thành đưa ta đến thanh tịnh và rốt ráo. Kẻ ác có tâm hại người hiền chẳng khác gì rải nước trước mặt trong gió ngược, thế nào rồi khác cũng sẽ bay tạt vào mặt mình. Hoặc ác, kẻ ác hại người hiền cũng giống như mình cầm đuốc mà đi gió ngược vậy, lửa sẽ tự cháy tay mình trước. Như thế cho thấy ai có nghị lực sẽ thản nhiên trước những sự chửi mắng thiếu đạo đức của người khác, sẽ bình tâm trước những thị phi đố kỵ. Thứ ba, tinh thần đại bi. Con người luôn mong sống trong hòa bình nhưng tâm tính thì bất hòa, mong đạt nhiều thành công nhưng cuộc sống lại làm nhiều việc xấu, mong luôn được yêu thương nhưng lòng lại chất chứa hận thù, ôm lòng hiếm độc. Do vậy, đại từ bi là tình thương bao la rộng lớn với tâm bình đẳng, vô phân biệt đến với mọi người, mọi loài, là lòng vị tha vô bờ bến. Lòng từ bi của Đức Phật như ánh trăng rằm rải khắp vạn vật, bình đẳng, không phân biệt, không điều kiện. Ngài lúc nào cũng thương chúng sanh hơn tự thương mình, khi chính Ngài đã nói:
Nếu ta không vào địa ngục thay thế cho cứu chúng sanh thì ai thay ta vào? Còn ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát nguyện: địa ngục chưa trống không, ta thề không thành Phật. Hoặc lời phát nguyện của tôn giả A Nan: trong đời ngũ trược tôi nguyện vào trước, nếu còn chúng sanh nào chưa thành Phật tôi không nhận lấy quả vị Niết Bàn. Tóm lại, Đại Hùng Đại Lực và Đại Từ Bi Đức Phật chẳng những tự mình giải thoát mà ngài còn để lại cho nhân loại và chúng sanh một triết lý và tôn giáo vĩ đại. Bất cứ ai nếu có đủ ba phẩm chất thì nội tâm sẽ thanh tịnh và tự tại trước chứng duyên nghịch cảnh. Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 năm nay cũng là dịp tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân. Ngọn lửa từ bi của Bồ Tát đã bùng lên trong bối cảnh hòa bình chưa được thiết lập, núi sông còn bị phân chia, ánh đuốc bị phá, mà ngài đã khơi nguồn cho tinh thần hộ trì chánh pháp, yêu chuộng công lý, hòa bình và lý tưởng độc lập dân tộc, làm tiền đề cho công cuộc vệ quốc mùa xuân 1975, để rồi nhân dân Việt Nam, tổ quốc Việt Nam được vỡ hòa trong niềm vui thắng, toàn thắng. Bắc Nam nối liền một dải, quê hương đoàn tụ non sông. Phật giáo Việt Nam cũng là từ đó mà được ngồi lại với nhau trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, xây dựng thành công ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bài học về Bồ Tát Quảng Đức đã mãi là sét son trong mang trang sử sáng ngời của đạo Pháp dân tộc, tinh thần vì đạo quên mình, yêu chuộng hòa bình, công lý. Và con người Việt Nam chúng ta tự hào noi theo hạnh đức của ngài với ba phần chất hùng, đại lực, đại từ bi mà ngài đã từng vận dụng. Với niềm tin bất hoại đối với tam bảo hộ trì chính pháp mãi mãi trường tồn nơi thế gian, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thể hiện sức mạnh của sự từ bỏ bằng hạnh nguyện ba la mật, từ bỏ thân năm quận để thể chứng năm phần pháp thân. Thế gian xung đột dẫn đến khổ đau vì chấp chặt vào bản ngã, chấp chặt vào tư tưởng, vào sự thấy biết sai lầm về một thế giới trường tồn. Còn Bồ Tát nhận thức được vàng pháp duyên sinh, sống với tinh thần vô ngã cho chính pháp cụ trụ, cho công bằng được tuyên dương, nên ngài đã lấy đại thệ đặt tên trên cá nhân, nguyện hiến thân để xương minh đầu pháp. Ngài đã lấy thân mình làm ngọn đuốc soi sáng nẻo vô minh. Nhờ vậy mà Bồ Tát đã được tâm an nhiên trước lẽ sinh tử, thân vĩnh tọa ngồi trong lửa dữ, cho đến khi bốn đại chỉ còn lại nắm tro tàn, nhưng mầu nhiệm thay, trái tim vẫn còn nguyên vẹn, khiến thế giới vô cùng ngạc nhiên trước chí nguyện vĩ đại của ngài. Ai đó có thể làm được điều này nếu đạo lực chưa đủ lớn mạnh? Cho nên ngài dũng mạnh phát tâm: đệ tử hôm nay nguyện đốt mình làm đèn soi sáng nẻo vô minh. Nhờ chí nguyện như vậy nên ngọn lửa kia mới rực sáng năm châu, trái tim kia mới trở thành bất diệt. Mùa Phật Đản năm nay Phật lịch 2567-2023 cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các ban viện trực thuộc Hội đồng trị sự đã xúc tiến việc cơ cấu nhân sự, kiện toàn quy chế hoạt động và định hướng cho chương trình hoạt động. Từng lĩnh vực chuyên môn, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hành nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sanh, ích đạo lợi đời là phương hướng tu hành, thực hiện sứ mệnh tiếp nối đạo mạch Phật Pháp, truyền bá ánh sáng chân lý, củng cố đạo lực ngôi tăng bảo, góp phần xây dựng giáo hội trang nghiêm vững mạnh, làm nơi nương tựa cho hại chúng mười phương, khẳng định giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, xứng đáng với sự tin yêu gửi gắm của tăng ni, Phật tử nói riêng và nhân dân nói chung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Phật tử kiều bào, các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài hướng về chung tay cùng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng phồn vinh. Do đó, trong giây phút này, chúng ta hướng tâm về thánh tượng tôn nghiêm của Đức Từ Phụ, nguyện dâng lên ngài phẩm vật cúng dường thiết thực và cao quý nhất, chính là chí nguyện phát tâm phụ sự, dấn thân mang giáo pháp vi diệu của Thế Tôn vào đời để Phật hóa thế gian. Dù xuất gia hay tại gia, người đệ tử Phật cần ý thức trách nhiệm về tinh thần xây dựng,
củng cố tăng đoàn giáo hội bằng chất liệu hòa hợp và thanh tịnh. Hãy lên đường với ba phẩm chất cao quý: đại hùng, đại lực, đại từ bi, để truyền tải thông điệp hòa bình và an lạc mà bậc thầy của ba cõi, đạo sư của muôn loài đã trao truyền, nhằm kiến tạo thế giới an lạc. Mỗi người một niệm lành, tâm tâm đồng cảm sẽ kiến tạo Phật điện ngay nơi cuộc sống này. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, là người con Phật và nhất là đối với dân tộc Việt Nam, ai cũng hiểu về truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia ngọt sẻ bùi. Có thể nói đối với các em học sinh, mùa hè là một dịp lễ được chờ đợi nhất trong năm. Các em được nghỉ học sau 9 tháng dài miệt mài bên trang sách vở, được tía má dẫn đi chơi, thăm hỏi họ hàng, được ăn những món ăn ngon và lạ. Nhưng những điều tưởng chừng rất đổi bình thường ấy lại không dễ dàng gì đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hôm nay, tại lễ đài Phật Đản, huyện Tân Phú Đông, có rất nhiều em học sinh đã nỗ lực vươn lên số phận để đến trường, nhằm khích lệ tinh thần hiếu học của các em. Hôm nay, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông sẽ trao những phần quà đặc biệt để dành động viên tinh thần, để giúp các em một phần nào vơi đi những khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. Giờ đây, xin mời các em có tên lần lượt tiến lên sân khấu. 1. Nguyễn Ngọc Nhã Trân, lớp 1-3. 2. Nguyễn Ngọc Minh Phương, lớp 1-4. 3. Nguyễn Công Thành, lớp 1-4. 4. Nguyễn Công Thái, lớp 1-5. 5. Trương Trần Gia Thịnh, lớp 1-7. Trân trọng kính mời các em vừa có tên nêu trên khẩn trương bước lên sân khấu. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn trao học bổng đến các em. Hội trường chúng ta dâng cao một tràng pháo tay để động viên khích lệ tinh thần cho các em học sinh. Tiếp theo xin mời các em Đào Thanh Nhã lớp 2-3, Lê Minh Hiếu lớp 2-4, Phạm Đặng Như Ngọc lớp 2-5, Nguyễn Bùi Kim Cương lớp 2-6 và Nguyễn Tấn Phát lớp 3-1. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Thích Nhuận Đức trao học bổng đến các em.
hội trường chúng ta dâng cao một tràng pháo tay để động viên khích lệ các em. Tiếp tục xin mời các em Quỳnh Thị Bích Trâm lớp 35, Quỳnh Gia Đạt lớp 36, Lâm Quốc Khôi lớp 37, Nguyễn Thị Thì Dương lớp 54, Trần Kim Ánh Mai lớp 54. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Thích Đồng Trung lên trao học bổng đến các em. Để động viên các em. Tiếp theo xin mời các em Đỗ Thị Lan Thanh lớp 56, Lê Bảo Trâm lớp mầm 1, Lê Quốc Dương lớp chòi 4, Nguyễn Thiện Nhân lớp chòi 4, Nguyễn Ngọc Giàu lớp lá 2. Chúng con trân trọng kính mời bà Trần Thị Ngọc Thường lên trao học bổng đến các em. Hội trường chúng ta dâng cao một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần cho các em. Tiếp theo xin mời các em Quách Lê Lâm lớp lá 4, Trần Thanh Long lớp lá 4, Bùi Nguyễn Thành Đạt lớp lá 4, Nguyễn Tường Vi lớp lá 5 và Lê Quỳnh Như lớp lá 5. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Út Chính lên trao học bổng đến các em. Trường chúng ta dâng cao một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để động viên các em. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, hôm nay cũng có một số em học sinh không đến được nơi đại hội, nơi đại lễ này. Ban trị sự sẽ trao học bổng đến các em sau. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, trong những năm qua, các cấp đảng ủy, chính quyền luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Phật giáo huyện Tân Phú Đông.
đến tham dự đại lễ hôm nay. Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp và địa phương sở tại. Giờ đây chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu, kính mời bà Trần Thị Ngọc Thường, đại diện cho lãnh đạo các cấp chính quyền, có đôi lời phát biểu chúc mừng đại lễ. Trân trọng kính mời bà. Dạ, kính thưa Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Tiền Giang. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Tân Phú Đông. Kính thưa các đồng chí đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Phú Đông, Phòng Nội vụ huyện Tân Phú Đông, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy Quân sự xã. Kính thưa quý Hòa Thượng Thượng tọa Đại Đức, Tăng Ni, quý Phật tử cùng toàn thể quý đại biểu. Trong không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân và tất cả quý Phật tử trong huyện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5, 133 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Tân Phú Đông. Tôi rất phấn khởi và vui mừng đến dự buổi lễ đại lễ Phật Đản năm 2023, Phật lịch năm 2567 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tân Phú Đông tổ chức tại chùa Linh Bủ. Trong khung cảnh trang nghiêm đầm ấm của những người con Phật đang hướng về ngày đại lễ Phật Đản với niềm kính tin và an lạc, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thới, xin trân trọng gửi đến quý đại biểu tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh, huyện, quý Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử lời thăm hỏi sức khỏe, lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, với hơn 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm với lịch sử đất nước. Song thời kỳ nào Phật giáo vẫn lấy đức từ bi hỷ xả, lấy chân thiện mỹ để giáo hóa chúng sanh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống của đông đảo người dân Việt Nam. Trong bất cứ thời đại nào của lịch sử, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước với tinh thần hộ pháp an dân. Hơn 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc. Phật giáo Việt Nam luôn là một tôn giáo đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa. Giáo hội Phật giáo đã động viên tăng ni Phật tử nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực trong các phong trào khuyến học, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần to lớn cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Kính thưa quý vị, những năm qua, tại huyện Tân Phú Đông nói chung, xã Tân Thới nói riêng, quý tăng ni Phật tử đã có nhiều đóng góp trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các Phật tử đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh, thực hiện giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, v.v. Hoạt động Phật sự đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân, Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã. Kính mừng đại lễ Phật Đản năm 2023, Phật lịch năm 2567, Đảng bộ chính quyền xã Tân Thới mong rằng quý tăng ni Phật tử trong và ngoài xã luôn đồng hành cùng đoàn kết, gắn bó, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả tốt đẹp đã đạt được, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, hòa hợp, tiếp tục thực hiện mục tiêu hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh, vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng xã Tân Thới đạt xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới năm 2024. Kính thưa quý vị, trong đại lễ trọng thể hôm nay, một lần nữa xin kính chúc quý Hòa Thượng, Thượng tọa, quý vị tăng ni,
Quý vị đại biểu, quý Phật tử mạnh khỏe, an lạc và thành công, xin trân trọng kính chào. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lời phát biểu tốt đẹp và ý nghĩa rất chân tình của bà Trần Thị Ngọc Thường. Chúng tôi ghi nhận lời phát biểu này và ứng dụng cho công tác Phật sự. Một lần nữa chân thành cảm ơn bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm. Kính thưa quý vị khách quý, tiếp theo chương trình là nghi thức cúng dường khánh đản. Chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tân Phú Đông. Kính mời quý lãnh đạo các cấp chính quyền tiến lên lễ đài thực hiện nghi thức cúng dường khánh đản. Thương gia hộ tâm
Bồ Đề Kiên Cố. Chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Hôm nay ngày 13 tháng 4 năm Quý Mão, nhân mùa Phật đản, Phật lịch 2567, dương lịch 2023, tăng ni Phật tử Phật giáo quyền Tân Phú Đông, giờ này cũng đối trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh, thành tâm dân cúng hương đăng hoa quả cúng dường, ngưỡng nguyện ngài từ bi quang giang đạo tràng chứng minh Phật sự gia hộ thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, đất nước Việt Nam mãi luôn thịnh trị, nhân dân ba tánh quyền Tân Phú Đông thừa tư công đức cúng dường Đức Phật đáng sanh, nhân dân được ấm no gia đình được yên vui hạnh phúc. Giờ này cũng đôi trước lễ đại Phật đáng quyền Tân Phú Đông, chúng con thành tâm dân ngũ phần hương nguyện xin cúng dường, thập nén tâm hương trước Phật đại lòng thành gửi tận Đức Như Lai, nguyện trên Đức Phật thường gia hộ đạo Pháp hoằng khai đến muôn nhà, thắp nén tâm hương ở ta bà nhớ lời chi huân Đức Thích Ca, nguyện xin Đức Phật thường gia hộ hạnh phúc bình an đến muôn nhà. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm đảnh lễ thập phương thường trú chư Phật tôn Pháp hiền thánh tăng ba đời trong mười phương tam bái. A Di Đà Phật. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng trưởng ban Sái Tịnh và kính thỉnh Thượng tọa Thiền Châu Đại Đức Minh Khởi Duy Na Diệt Chúng. Dương chi tình thuế biên sai tam thiên, tình không bằng đức lợi nhân thiên
pháp giới hoàn tăng viên, diệt tội tiêu khiến hoa diệm hoa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lô Thủy, năng linh nhất trích biến thập phương, tịnh chuyện câu quế tận quyết trừ, linh thử đàn tràng tất thanh tịnh. Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát Ma Tát. MC tụng bài kệ tấm Phật. Ngã kim quang một chữ Như Lai, tình trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sanh tình ly câu, đồng chứng Như Lai tình pháp thân, tỳ gia thành ly bất tăng sanh, xa la tỏ giảng bất tăng diệt, bất sanh bất diệt lão của đàm, nhãn trùng gan kiên tùng kim tiên, kim triều chính thì tư hoàng ban, tình phản vương cung kinh tất đạt, phong thủy cổ long thiên ngoại lai, bỗng tốt liên qua tùng địa phan, án mâu ni mâu ni tam mâu ni tát pha ha. Quang mộng chữ Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sanh tình ly câu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành ly bất tặng sinh, xa la tỏ giang bất tặng diện, bờ diệt lão cổ đàm, nhãn trùng khang kiên trùng tim tiết, kim triều chính thị tư hoàng bác, tịnh phạn vương tân đạt, phung tùy cổ long thiên ngoại lại, bỗng túc liên qua tùng địa phán, án mâu ni mâu ni ta phà ha. Ngã kim quang mộng chư Như Lai, tình trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sanh cấu, đồng chứng Như Lai tình pháp thân, tỳ gia thành ly bất tăng sanh, xa la tỏ giang bất tăng diệt, bờ diệt lão cổ đàm, nhãn trùng gan kiên trùng tim tiết, kim triều chính thị tứ hoạt ban, tình phạn vương cung sinh tất đàn, cổ long thiên ngoại lai, bỗng túc liên qua tùng địa phán, án mô ni mô ni tam mô ni tát pha ha, án mô ni mô ni tam mô ni tát pha ha, án mô ni tam mô ni tát pha ha. A Di Đà Phật. Xin mời đại diện 10 Phật tử lên sắp hàng trang nghiêm tấm Phật.
Xong rồi chúng ta lui về nơi vị trí để cho MC cảm tạ, rồi cung thỉnh chư tôn đức và quý cấp chính quyền hồi quy khách đường. Sau đó quý Phật tử chúng ta tiếp tục nghi thức tắm Phật. Cảm tạ. Quý Phật tử, chúng ta ngưng tắm Phật và trở về vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, kính thưa toàn thể quý liệt vị, trải qua hơn 2 giờ diễn ra đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 và tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức cùng chư thánh tử đạo vị pháp thiêu thân, đến đây xin được phép khép lại. Trong không khí hân hoan phấn khởi ấm áp nghĩa tình, trên sự gia hộ của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cùng sự chứng minh của chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, huyện Tân Phú Đông, cùng sự hiện diện của chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp, trên tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội và sự góp mặt rất mực thành kính trang nghiêm của toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Giờ đây xin được thay mặt ban tổ chức, chúng con kính niệm ơn chư tôn đức giáo phẩm đã tạm gác lại những Phật sự nơi giáo hội và bổn tự để quang lâm chứng minh cho buổi đại lễ hôm nay. Chúng con kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi cũng xin trân trọng, trân quý tấm chân tình, sự quan tâm sâu sắc của chư vị lãnh đạo các cấp chính quyền, từ huyện cho đến địa phương sở tại. Kính chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cũng xin tri ân sự có mặt ghi hình và đưa tin của Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang, gia đình Phật tử Thiện Đức Diệu An. Kính chúc quý vị và gia đình vạn sự hanh thông, trăm việc như ý. Và chúng tôi xin cảm ơn quý Phật tử đã dành thời gian trở về đây, góp phần tạo sự thành công cho đại lễ. Kính chúc quý vị và gia đình vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin được cung thỉnh quý ngài, kính mời toàn thể hội trường đồng khởi thân hồi hướng. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng trưởng ban khởi xướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con kính thỉnh chư tôn đức giáo phẩm cùng quý Phật tử hoan hỷ tiến lên phía trên lễ đài để ban thông tin truyền thông ghi lại những bức ảnh lưu niệm.